kéo sang trái để mở. Kéo sang trái để mở. Kéo sang trái. Kéo sang trái. Thẳng. Tuyệt, bạn đã đọc yêu cầu rất cẩn thận. Có bao nhiêu con gà? Có 4 con. À, không. Sáu, bảy con. Bảy con gà. Sao họ lại giấu chúng tôi? Họ lừa tôi. Có bao nhiêu cái bánh? Chỉ có 4 cái thôi. Không, lừa tiếp rồi. 3, 6, 8 cái bánh. 8 cái. Chết mẹ sai rồi. 9 cái. Nguy hiểm quá. 9 cái. 3, 5, 3, 6, 8, 8, 5 là 13 cái. 13 cái. Mất hết một trái tim. Tôi đã giấu bánh rất kỹ nhưng vẫn bị bạn phát hiện. Lái xe đến nơi có biển báo đổ xe lần nữa. Căng ạ. Không thể nào di chuyển cái biển báo được. Không thể di chuyển cây, không thể di chuyển mây. Cục đá cũng không có. Tất cả đều không di chuyển được. Nhấp cho chiếc xe. Đúng rồi, nhấp hai lần cho nó quay đầu lại. Chiến thắng. Đôi khi chúng ta nên áp dụng câu quay đầu là bờ. Vui lòng không hút thuốc. No smoking. No smoking. Đây. Không được. Mấy cái này là biển báo. Cấm chạy ngược chiều với cấm đậu xe mà. Không hút thuốc. Không hút thuốc, mình gạt tàn thuốc đi. Chết rồi, con này sao đây? Thấy nó đen lại rồi đó. Hoài không thắng được rồi. Nhấp vô cái tàn thuốc là nó tắt được. Tốt lắm, vì ở đây không được hút thuốc.